Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của Hack Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Xiaomi sắp ra mắt smartphone hỗ trợ sạc nhanh 200W. Theo một bài đăng trên trang xã hội Weibo của Trung Quốc, Decker Digital Charge Station đã tiết lộ một chiếc smartphone cao cấp hỗ trợ sạc công suất 200W sẽ sớm được ra mắt. Mặc dù không được đề cập tới thương hiệu nào, nhưng theo các nguồn tin nội bộ, Xiaomi chính là cái tên được nhắc tới trong bài đăng kể trên. Bên cạnh IQOO7 thì vào năm ngoái, Xiaomi cũng đã sản xuất đầu tiên trên thế giới thương mại hóa chính thức công nghệ sạc nhanh 120W trên chiếc Xiaomi Mi 10 Ultra, kèm theo đó là sạc nhanh không dây 55W và sạc ngược không dây lên tới 10W. Như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn tự tin Xiaomi hoàn toàn đủ khả năng để nâng cấp công nghệ sạc siêu nhanh của mình lên một level mới. Trong thời gian sắp tới, Xiaomi sẽ giới thiệu chiếc Xiaomi Mi 11 Pro. Đây là phiên bản nâng cấp của chiếc Mi 11 cũng mới được ra mắt cách đây khoảng 1 tháng. Mi 11 Pro dự kiến sẽ được hỗ trợ công suất sạc 120W và sạc nhanh không dây lên đến 80W. Xiaomi kiện chính phủ Mỹ vì đưa vào danh sách đen. Xiaomi đã đưa ra tuyên bố rằng họ không quan hệ với quân đội Trung Quốc và hôm nay họ đã chính thức khởi kiện chính phủ Mỹ về lệnh cấm này. Theo báo cáo, Xiaomi đã đệ đơn điện tòa án Washington chống lại Bộ Quốc phòng và Tài chính Mỹ. Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen gọi phán quyết bổ sung Xiaomi vào danh sách đen quân sự là trái pháp luật và vi hiến. Cũng giống như tuyên bố trước đó, Xiaomi một lần nữa nói rằng công ty không bị quân đội Trung Quốc kiểm soát. Trở lại thời điểm chính phủ Mỹ đưa ra quyết định, họ không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba trên thế giới liên quan đến quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi lệnh cấm này được đưa ra thì BlackRock, Vanguard, State Street là 3 trong số các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu của Mỹ đã bị buộc thoái vốn khỏi Xiaomi. Cổ phiếu của Xiaomi đã giảm 12% trong tháng 1, sau khi đã chạm mốc cao nhất mọi thời đại trong tuần đầu năm. Black Shark 4 rò rỉ thông tin. Cách đây không lâu, chúng ta đã thấy những hình ảnh teaser đầu tiên trong chiến dịch quảng cáo về chiếc điện thoại này. Hiện tại, dù chúng ta vẫn chưa có thông tin về ngày ra mắt của Black Shark 4, nhưng nó vừa được cơ quan TNAA phê duyệt. Đây là dấu hiệu cho thấy thiết bị đang tiến gần hơn đến ngày ra mắt. Cụ thể, các thông số kỹ thuật điện thoại này bao gồm hệ điều hành Android 11 và màn hình kích thước là 6,67 inch. Được biết, danh sách Google Play Console trước đó đã tiết lộ màn hình điện thoại này sẽ hỗ trợ độ phân giải là Full HD+. Cơ quan chứng nhận Trung Quốc đã liệt kê Black Shark 4 sẽ đi kèm viên pin có dung lượng là 4500mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 120W. TNAA cũng đã tiết lộ rằng Black Shark 4 sẽ có thân máy dày khoảng 10,3mm và hỗ trợ mạng 5G. Nó không bao gồm bất kỳ thông số kỹ thuật nào khác của điện thoại, nhưng nhờ vào Google Play Console, chúng ta có biết rằng nó sẽ có RAM là 8GB và được cung cấp sức mạnh bởi con chip Snapdragon 888 mạnh mẽ. Rò rỉ phần cứng của Galaxy Tab S8. Cụ thể, kênh YouTube công nghệ The Galaxy đã cung cấp cho chúng ta những cái nhìn đầu tiên về phần cứng, được cho là thế hệ kế nhiệm của dòng Galaxy Tab S7. Theo đó, Galaxy Tab S8 series sẽ mang bên trong sức mạnh của bộ vi xử lý đầu bảng, đó là Snapdragon 888 đến từ nhà Qualcomm. Bổ sung cho con chip này là hai phiên bản bộ nhớ RAM 8GB và 12GB cho độ xử lý như khả năng đa nhiệm tuyệt vời. Với màn hình, biến thể nhỏ hơn sẽ được trang bị tấm nền LCD 11 inch 120Hz, trong khi phiên bản Plus nhiều khả năng sẽ được trang bị màn hình AMOLED 12,4 inch và cũng sẽ được hỗ trợ tần số quét 120Hz. Chính vì kích thước không thay đổi nên Galaxy Tab S8 và S8 Plus cũng sẽ có dung lượng pin tương tự như thế hệ tiền nhiệm, lần lượt là 8000mAh và 10090mAh. Tuy nhiên, tính năng sạc nhanh đã bị giảm xuống còn 25W. Có lẽ Samsung đang gặp vấn đề với bộ sạc 45W của mình khi mới đây nhất nó đã bị loại bỏ khỏi dòng flagship Galaxy S21 series. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.